Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, khảo sát thị trường lãi suất ngân hàng ngày 24 tháng 4 tại website của 35 ngân hàng ghi nhận 3 nhà băng điều chỉnh lãi suất huy động là PV Combank, PV Bank và Vietinbank. Đáng chú ý có đến 2 trên 3 nhà băng điều chỉnh tăng lãi suất là PV Combank và PV Bank. Ở chiều ngược lại, ông lớn Vietinbank giảm lãi suất. Cụ thể, PV Combank vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, PV Combank tăng 0,3 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng lên mức 3,15% một năm. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 18 đến 36 tháng cũng được nhà băng này tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, hiện niêm yết ở mức 5,3% một năm. PV Combank giữ nguyên lãi suất huy động tại các kỳ hạn còn lại, kỳ hạn 6 đến 11 tháng có lãi suất là 4,3% một năm, kỳ hạn 12 tháng lãi suất là 4,8% một năm. Lãi suất huy động trực tuyến tại PV Combank cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với biểu lãi suất huy động tại quầy. PV Combank vẫn giữ nguyên lãi suất đặc biệt ở mức 9,5% một năm, mức cao thứ hai trên thị trường, chỉ sau mức lãi suất 9,65% một năm tại AP Bank, áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 đến 13 tháng, trong khi gửi tại quầy thông thường, mức lãi suất tại các kỳ hạn này chỉ từ 4,5% đến 4,7% một năm. Cũng trong ngày 24 tháng 4, PV Bank điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Biểu lãi suất huy động trực tuyến của ngày hôm nay của PV Bank cho thấy lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng đã tăng thêm 0,05 điểm phần trăm lên 3,1% một năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng cũng tăng thêm 0,05 điểm phần trăm lên 4,1% một năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cũng được điều chỉnh tăng, mức tương tự lên 4,7% một năm. Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn còn lại không thay đổi, kỳ hạn 1 đến 2 tháng lần lượt là 2,85% đến 2,95% một năm, kỳ hạn 4 đến 5 tháng lần lượt là 3,15% đến 3,25% một năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 7 tháng được PV Bank niêm yết tại mức 4,15% một năm, kỳ hạn 8 tháng là 4,25% một năm và kỳ hạn 9 tháng là 4,35% một năm. Mức lãi suất 4,45% đang được niêm yết cho kỳ hạn tiền gửi 10 tháng, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 11 tháng là 4,55% một năm. Ở chiều ngược lại, lãi suất huy động tại Vietinbank đã quay đầu giảm vào sáng ngày 24 tháng 4 sau khi bất ngờ tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng và 24 đến 36 tháng cách đây hơn một tuần. Mức giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất được Vietinbank áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 11 tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 đến 2 tháng còn 1,8% một năm, kỳ hạn 3 đến 5 tháng còn 2,1% một năm và kỳ hạn 6 đến 11 tháng giảm còn 3,1% một năm. Vietinbank giữ nguyên lãi suất huy động tại các kỳ hạn 12 đến 18 tháng là 4,7% một năm, kỳ hạn 24 đến 36 tháng là 5% một năm. Sau khi điều chỉnh, lãi suất huy động tại Vietinbank đã ngang với BIDV, đồng thời nhỉnh hơn so với Vietcombank và Agribank tại các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng. Ngoài Vietinbank, PV Combank và PV Bank, lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại không thay đổi. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, giá vàng ngày 24 tháng 4 ở trong nước, vàng SJC tăng dữ dội cả hai chiều, lên tới 1,5 triệu đồng mua vào và 1,2 triệu đồng bán ra. Trong phiên giao dịch sáng, thị trường niêm yết giá mỗi lượng vàng miếng SJC bán ra lên mức 84,5 triệu đồng. Giá vàng trên thế giới hồi phục sau khi lao dốc xuống đáy 3 tuần. Trong phiên giao dịch sáng ngày 24 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.319,9 đô la Mỹ một ao, tăng 9,9 đô la Mỹ một ao so với đêm trước. Đầu giờ chiều ngày 24 tháng 4, giá vàng 4 số 9 của SJC tăng thêm 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Theo đó, giá bán ra được niêm yết lên mức 84,5 triệu đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm ngày 24 tháng 4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.274 đồng một đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường, bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Không ví, Apple Pay. Bẩn tay, Apple Pay. Thôi, Apple Pay nha. Chỉ cần Apple Pay với thẻ Vietcombank.